Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn số 7637 về việc chủ động phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ năm nay. Theo đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ mạnh. Kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán dân khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời đến nơi ở mới. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông, suối để hạn chế xảy ra sạt lở. Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc. Đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến dòng chảy, thác lũ. Tổ chức sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động khi cần thiết, để chủ động phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại, v.v.